Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 16 giờ. Hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2024. Xin thưa với quý vị và các bạn, một lần nữa lại phải thốt lên một câu: chốn giang hồ thật hiểm ác. Đây là chiếc đài Sony có model CFS1133, Sony 1133, Sony 1140, Sony 1145 chuyên bị loa cuốn đại. Và cụ thể là cái này, vừa mới tháo hai cái loa này ra để xem còn cái nào nó còn zin thật thì để bán cho người thượng đế ở tỉnh Đồng Nai. Thế nhưng mà nó lại không còn zin nữa, loa nó lại cuốn lại rồi. Mình mua thì mình không được phép xem, mua thì mua, không mua thì thôi. Chứ còn nếu mình mua mà lại được phép xem thì mình là nông dân thật. Thế nhưng mà mình xoay là mình sẽ biết được loa cuốn lại hay không. Thế nhưng mà nó lại có cái dở lại không được phép xem vào bên trong. Nên nó có thế thì mua thì mua, mua thôi. Chứ còn mở ra là không có cái chuyện mở ra. Đây là hai cái loa, hai cái loa tháo ra. Nhìn qua cái lưới này, nhìn qua cái lưới này thì làm sao mà biết được. Đấy, chốn giang hồ nó hiểm ác là cái chỗ đấy. Nhìn qua cái lưới này không thể biết được, không thể biết được. Người ta quấn lại để cho nó ra tiếng, để bán thì nó được nhiều thóc, nó được thêm thóc. Chứ còn ví dụ như mà bây giờ mà cái đài cũ như thế này mà bây giờ Trần Văn Tịt thì thóc nó sẽ mềm mại. Nên là muốn nó nhích nó lên để thêm thóc thì bắt buộc coi như là người ta phải làm cái trò là người ta quấn lại. Thế nhưng nó cũng có một cái nó cũng chưa được hay lắm, là cái người bán cho mình cái đài này mình vẫn mua ấy, đây là mối hàng của mình ấy. Thế nhưng mà cái loa quấn lại thì không bao giờ người ta nói, không bao giờ, không bao giờ người ta nói là loa quấn lại rồi hay là loa còn zin thật, không bao giờ người ta nói. Hàng nó có thế rồi, mua thì mua, mua thôi. Chỉ có khi nào về tháo ra thì mới biết được là loa cuốn lại hay là loa còn zin. Có thời gian gần đây thì có một sư huynh, có một sư huynh ở trên Sài Gòn. Sư huynh ấy thì cũng lục tuần rồi, 60 rồi. Thì sư huynh đấy những cái đài là sư huynh nói cho mình biết, mình không tháo ra nhưng mà nói cho mình biết là loa cuốn lại hay chưa cuốn lại. Với lại cu bạn của mình ở trên Sài Gòn nữa, được đúng hai người. Chứ còn xem thì không ai người ta cho xem bên trong, mua thì mua, không mua thì thôi. Thế nhưng mà thôi, đấy là việc của mình mua hàng, nên mình bán hàng thì mình vẫn cho mọi người xem bình thường, chẳng làm sao, chẳng làm sao mà phải giấu giếm cả. Vì mình không phải tuổi mão, không phải tuổi mèo, mà cổ nhân thì nói là mèo cái gì đấy nha, mình không phải tuổi mèo, mà mình cũng chẳng làm trò mèo. Vì làm trò mèo theo quan điểm của mình cũng chẳng đổi đời lên được. Ví dụ như cái đài này, cái loa cuốn lại bán thêm được một số thóc, ăn sau một cơ số thời gian thì nó cũng chuyển hóa sang thành cái dạng khác, thế cũng chẳng làm cái trò mèo. Đây là loa Sony này, 6 ohm 7 W. Bỏ mua của người dân đấy thì người ta không biết, mà người dân người ta dùng đài nếu hỏng người ta mang đi cuốn lại người ta cũng biết. Nhưng quan trọng là người ta có đủ dũng khí để người ta nói hay không. Thế còn mua của người bán chuyên bán đài thì đừng có nói chuyện là người ta không biết là cái loa cuốn lại hay không cuốn lại. Hàng của người ta là người ta biết, hàng của người ta bên trong còn zin hay không là người ta biết. Nhưng quan trọng là người ta có nói cho thật hay không, người ta có đủ dũng khí để nói lên là cái đấy là bên trong bét nhè rồi hay là còn zin, hay là bên trong bét nhè rồi nhưng người ta cứ bảo là bao zin nhá. Thế nên là trải qua hàng nghìn chiếc đài mình thấy nó có hai loại đài đấy. Một loại đài là zin ở lời nói và một loại đài zin thật. Loa cũng vậy, loa nó có hai loại loa zin, một loại loa bao zin, về tháo ra mà quấn lại thì là loa zin ở lời nói. Còn một loại loa mà người bán hàng người ta cũng bao zin, thế nhưng vì về khi tháo ra loa còn zin thật thì đấy là loa zin thật, chứ không phải loa zin nó có một loại đâu. Loa zin trên đời này nó có hai loại, một loại zin ở lời nói và một loại zin thật. Ở đây là loại ở đây này, ví dụ như cái loa này,
Loa này là loa zin ở lời nói. Đấy. Loa này bây giờ nó vẫn nói, giờ nó vẫn nói. Thế nhưng mà loa quấn lại thì mình không bán. Vì mình chưa tìm thấy thấy được một cao nhân nào quấn loa đài mà nghe nó ưng cái lỗ tai của người nông dân. Chưa. Mình mua rất nhiều đài bị loa quấn lại. Loa thùng thì không nói, nhưng riêng loa đài chưa gặp một cao nhân nào quấn loa đài mà nghe nó ưng cái lỗ tai. Tức là nó chỉ phát ra cái âm thanh thì nó phát ra cái âm thanh để test để bán này. Đây cái nữa này. Này, nghe nhét. Cho dù là hai cái loa này, cả cái đài này mình bỏ tiền ra mình mua, thế nhưng mà thôi thì cái vận gây hạn thì phải chịu thôi nhá. Cái vận gây hạn thì phải chịu thôi. Tôi loa này vẫn đang nói bình thường. Có đồng chí nào ưng cái bụng mình tặng luôn, thế cho nó nhanh. Tặng luôn cả hai chiếc chứ chả phải tặng một chiếc. Thế nhưng mà về mà âm sắc mà nó không ra làm sao thì đừng phản hồi nhá. Đấy. Vẫn nghe bình thường đấy. Đấy. Thế nhưng mà cái âm thanh nghe loa quấn lại thì mình nghe nó không quen so với những cái loa zin ở lời nói. Bởi vậy những cái loa này bây giờ mình đành phải chấp nhận là không bán, để tặng, để tặng luôn hai cái này thế cho nó nhanh. Thôi thế có khi mình dừng video ở đây để xem còn cái đài 1133 nào thì phá ra nốt để xem là giang hồ nó hiểm ác đến mức độ nào. Mua 10 cái thì gặp được khoảng tầm 7 cái là loa quấn lại. Nhưng mà không phải ai cũng có cái cơ duyên như mình. Nha. Đấy. Hồi đây trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Chào sông Mã anh hùng.